Tại sân golf The Bluff Hồ Tràm đã diễn ra giải golf từ thiện cuối năm 2020. Đây là sự kiện thường niên và ý nghĩa được Hội golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu kết hợp với sân golf The Bluff Hồ Tràm và cùng khách sạn The Grand Hồ Tràm tổ chức nhằm quyên góp 1.000 phần quà tặng bà con nghèo đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Ở lần thứ 6 tổ chức, giải golf từ thiện cuối năm 2020 do Hội golf tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức thu hút 120 tay golf phong trào trong và ngoài tỉnh tham dự. Các vận động viên được chia làm 3 bảng áp dụng thể thức đấu gậy tính điểm net theo handicap chính thức. Sau một ngày tranh tài sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải Best Golf, các giải nhất nhì ba của các bảng và các giải kỹ thuật khác. Toàn bộ số tiền thu được từ lệ phí thi đấu và phần thưởng dành cho các vận động viên đạt thứ hạng cao là 810 triệu đồng đều được dùng để mua quà tặng người nghèo đón Tết cổ truyền Tân Sửu. Được biết, trong 6 năm qua, ban tổ chức giải đã quyên góp được hơn 3 tỷ đồng hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh, hay chia sẻ những thiệt thòi mất mát đối với nhiều mảnh đời không may mắn.